chưa đâu. Ừ, thế sáng mai mọi người nghỉ hết à? Ai nghỉ à? Không ạ. Ai ai? Mỗi thằng. Mỗi thằng ở nhà. Ừ. Anh mà. Mấy giờ chị đi quy? Thì sáng sớm. Thì xem là bây giờ chắc chắn là phải sáng sớm rồi. Thì chắc không mất thời gian đâu, nhiều đâu. Tối sẽ làm lại. Hai dọn nhà cho em. Hả các bạn? Hai vợ chồng vác heo sang mà dọn. Dọn gì mà phải dọn nhanh gấp làm gì đâu. Gấp rồi. Sáng mai từ giờ tối là xong xuôi hết cái tầng rồi nhá. Cái tầng 1 rồi. Sáng mai em lại gọi đội dọn nhà đến sắp xếp và dọn dẹp lại đồ đạc. Sáng mai người ta chỉ đi một buổi sáng thôi chứ. Thế xong rồi. Chiều mai chuyển đồ hết sang đây. Ngày kia chúng ta có nhà mới để làm rồi. Không có chiều mai. Hôm mai ấy nghỉ làm gì? Hôm nay ở nhà chán quá. Bị bao luật sơ lao động mà. Hả? Bị bao luật sơ lao động mà chán. Cái gì mày nói to hay sao? Nghe thấy cái gì mà nói gì luôn. Bị hàng bao luật sơ lao động quá chán ở nhà. Thế đấy. Vừa vào đã đời được, mày có biết ngày xưa chị làm nửa năm nó mới cho chị gáo đấy, tưởng không hồi đấy chị xí lắm, chị nhẹ toàn mua quần áo ấy thôi chị. Cháu cần luôn. Bây giờ mua cái áo 100.000 á, thế mà em ơi 90 được 1.000 đâu. Đấy. Chị giữ giày lao. Từ từ 15 phút giây thôi. Đúng 15 giây thì chị cho chị. Xin em. Xin em. Đây là chị xin em, không phải em xin chị. Chị xin em đúng 15 giây nữa chị ra nghỉ luôn. Chị ra nè, loại em. Anh Lâm à, Thủy? Thủy ơi, chị nhờ Thủy ra mở cửa hộ chị với được không? Nếu mà là anh Lâm thì chị cũng mở nhỉ? Có sao? Mất mẹ là thằng nó mở cửa rồi. Chết à. Thank you.
Lo cầm tập tài liệu đặt nhẹ lên trên mặt bàn. Em chắc chứ, Lam Phong nhìn điệu độ của nó với ánh mắt ngập tràn ý cười. Anh không nghĩ là nó lại tỏ ra nghiêm túc đến vậy. Ừm, tí đi. 40-60, ừm. Này, em tính toán với anh vậy hả? Anh giật vào khó chịu.